Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thẻ gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Legend Dino nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhé. Nó động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Và chúng ta bắt đầu thế nào? Let's go. Vào game, vào game. Hôm nay có code mới không? Hôm nay không có anh em. Hôm nay thì lại không có code mới. Bạn đã sẵn sàng chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng rồi mà. Vào thôi. Hôm nay có cái gì không? Có thêm một ít đá quý. Mở phát nữa anh em ơi. Đang thích mở cái này. Đang thích mở cửa hàng. Hôm nay lại có con này có tỷ lệ cao này anh em. Phần thưởng này. Ui, mua luôn, mua luôn. Mua luôn anh em ạ. Ui, viên đá cường hóa. Đang thương thiếu diều dã man. Vé vào chế độ khó 250. Ui bây giờ mình mua nhưng không mất tiền thì sao phải không ta? À vẫn mất, vẫn mất anh em nhé. Bây giờ không mất tiền. Ở đây rồi. Con thú của mình bây giờ đang có thể tiến hóa rồi. Mãi tiến hóa được đây. Ồ, không có cái đá này. Không, cái kia là cái thuốc tiến hóa anh em ạ. Trời ơi. Cái quần què gì vậy? Hoàn toàn có thể cường hóa lên cho nó khỏe lên được anh em ạ. Đấy. Bây giờ con này có thể hoàn toàn có thể tiến hóa được, nhưng mà mình có đá. Vấn đề không có đá. Không có đá thì không làm gì được anh em ạ. Quỳ luôn. Ok, tôi kệ đi, tôi đi mở cái cửa hàng cái. Bốc 10 lần nào. 2250 hả? New. Được một con Sinda ZR, không được con 5 sao là luôn anh em ạ. Toàn 3 sao hay 4 sao thôi. Buồn. Hôm nay là buồn đấy anh em. Hôm nay là ngày buồn ha. Nhận thưởng cái gì đấy? Vé bốc thăm khủng long à? Xong rồi còn nhận được cả cái này này. Vé bốc thăm khủng long nó ở trong cái cửa hàng cơ. Như vậy là tôi cũng không có con nào mới cả. Có 6 vé này anh em. 6 vé tôi cần khoảng 4 vé nữa để bốc thêm khoảng 10 lần anh em. Game này nó không tặng cho ta nhiều trứng này. Được con 2 sao. 2 sao thì cũng phải kiểm tra hết anh em ạ. Ui được, con lại có 4 sao này. Mắc ping luôn. Mắc ping luôn anh em ạ. Cái này từ 1 đến 5 sao. Cái này thì từ 1 đến 4 sao thôi. Thế mà vẫn được cái con gọi là mắc đây. Mắc ping luôn. Ok rồi thì tiếp tục là đấu trường để mua mấy cái đá này. Đây 250 để mua đá tiến hóa ấy. Vẫn phải đánh đấu trường thôi. Không có cái nào khác cả. Từ từ nhá, tôi tắt bớt cái mấy cái video bên này đi á. Không sợ có tiếng tủng ở đây tèo. Ok, chúng ta sẽ tấn công luôn được à? Tấn công mạnh đi. À, nó cũng tấn công mạnh luôn anh em ạ. Con này nó yếu mà. Phát sau sẽ có tầm khoảng 5 hay là 6 linh hồn gì đấy. Húc luôn ạ. Nó biết là nó không thể nào đấm được mình rồi nên nên nó sẽ phải đánh mình luôn anh em. Ok. Chúng ta sẽ tấn công theo kiểu gì đấy? Yếu dã man nhỉ? Mình sẽ búp mày lên. Biết nó phòng thủ rồi. Nạp cấp tốc của nó lẩn tránh. À, ngày khá nhỉ? Thằng ngày khá. Ui, nó gần gần đấm được mình rồi anh em. Xong luôn thôi, hạ nó luôn được còn gì nữa. Vẫn chưa giết được nhỉ? Khó khăn ra. Nó phòng thủ anh em ạ. Nó phòng thủ vẫn có thể đỡ được một đòn của mình anh em ạ. Này thì đỡ đi. Đỡ đi cưng. Đỡ đi, đỡ đi. Xem mày có trụ được không cưng. Đang trong quá trình nạp linh hồn thì mình cũng vả thôi anh em ạ. Đơn giản đúng không? Cái này rút ra phải nhân 5.
15 điểm anh em ơi. Hay là cái này được có cái nhân 1 là có 3 điểm thôi. Hay 10 điểm nhỉ, mình không rõ lắm. Mình không rõ cái này lắm anh em. Rồi sẽ nhận thêm phút. Ngon đấy, nhờ. Giờ đấu tiếp nào. Tìm đối thủ này thì nó yếu mà. Có gì đâu. Bắt đầu chuyến không tấn công được, không tấn công và cũng không phòng thủ được. Khổn nhỉ. Gần chết luôn. Nhỏ thế ra. Chắc nó sẽ lẩn tránh anh em ạ. Không cần. Nó vẫn đấm được mình thêm phát nữa trước khi nó tèo. Này khá phết nhỉ. Nó sẽ có tầm khoảng 5 hay là 6 linh hồn gì đấy. Thủ trang. Nào cấp tốc để làm gì? Mình sẽ hồi máu đi. Và nạp đi. Tôi cũng nạp anh em. Tôi cũng nạp là linh hồn thôi. Phản công hay thế. Nó sẽ được hồi thêm một cái chiêu nữa anh em nhé. Mình cứ dồn tấn công thôi anh em. Ủa, đúng lúc nó hồi máu. Khá đen nhưng mà mình vẫn thắng được. Cái con này không đủ sức để đấm nhau với cái con chính của mình nhá. Chưa kể với con kia nhá. Thức ăn này. Thức ăn. Trời, bao giờ mình có đủ để mua cái này đây. 44 250 đắt dã man luôn. Đây mình có thể mua được 2 viên đá tiến hóa. Không ngờ nó đắt thế anh em ạ. Tức là nó rẻ rẻ thôi thì mình có thể là mình ấy được. Này thì quỳ. Này thì bó tay chấm com à. Chọn kỹ năng. Tí là tèo. Búp lên. Đấm nó phát. Chúng ta sẽ nạp linh hồn phát. Không tấn công phát nữa là ngon. Phản công thì nó sẽ chỉ được búp được thêm một cái thôi. Chúng ta sẽ búp cái này. Nó cũng hết cái công rồi. Còn đâu. Phục hồi này. Và công mạnh này. Rồi. Phục hồi ngay. Cắn xé. Cắn. Úi dồi ôi. Nó có đòn phục hồi anh em ạ. Nên chúng ta đánh rất là khó. Mình có nạp cấp tốc. Giết luôn. Còn đợi gì nữa. Tấn công. Nhưng mà con sau thì sao? Con sau đánh kiểu gì? Con sau level có 15 anh em ạ. Giết luôn. Tiếp tục búp lên. Đủ đam cái là vả. Thế thôi, chẳng cần nhiều. Cái này có xuyên cả lớp thủ của anh em nhé. Khá khỏe. Ok, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé.